tên, ra kết quả nhiều. 58. Đúng. Thiện. 58. Đúng. Tiên, nhìn vô tờ giấy đọc. 58. Đúng. Ben. 58. Đúng rồi, khó hơn nha. 9 nhân cho 9 bằng nhiêu? 9 nhân 9, cứ ghi kết quả thôi là được. Chính nhân chính. Ai xong rồi giơ tay lên. Ok. Một ngày xong. Ben xong chưa? Che lại Tiên ơi. Lấy cái logo kìa, che lại cái kết quả con. Che lại cái kết quả mình mới làm á. Ờ đó đúng rồi đó. Còn lại 10 giây cuối cùng. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Đọc kết quả Khánh Linh nhiêu? Chưa ra kết quả hả? Thiện là không điểm. Thiện gì? Nhiêu? À, 91. 91 rồi. Trừ 1 điểm. Tiên 72. Rồi Tiên trừ 1 điểm. Ben 92. Là Khánh Linh cũng bị trừ 1 điểm luôn rồi. Không ai đúng á. 9 9 nhân 9 81 nha. Trời ơi. Ai biết không chịu lên 81 không chị? Rồi tiếp. À 7 nhân 7 bằng bao nhiêu? Rồi. Cho một phút suy nghĩ thôi nha. 7 nhân 7. Cứ đọc bình thường đi. Thôi cho 2 phút á để đọc bản huy chương á. 7 nhân 7. Thôi đừng có đọc thế. Đừng đọc. Đấy là tự biết. Đừng có đọc Ben. Sao vậy? Đừng đọc Ben. Ghi kết quả vô đi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết thời gian. Không. Tiên đọc trước ra nhiêu? 49. Chưa biết đúng hay sai. Ừ. Rồi Ben. 49 luôn. Thiện bao nhiêu? Con 49. Khánh Linh nhiêu con? Số 4 hả? Giờ con ra nhiêu? 49. Con ra nhiêu? Giờ là con bị trừ điểm rồi đó. Nhưng mà chú vẫn nói là con ra bao nhiêu? Đây này 7 49. 7 49. Rồi kết quả 49. Khánh Linh nhớ nha. Đó Linh nhớ luôn. 7 49. Rồi tiếp mọi người cộng điểm. Tiền Ben trừ điểm. Tiếp nha. Tiếp chưa? Chuẩn bị. Nè Khánh Linh nhanh lên nha. 6 x 6 bằng bao nhiêu? 6 x 6. Rồi vậy là Khánh Linh đúng, Thiện đúng nha. 6 x 6 bằng 36. Ok. 6 x 6 bằng 36. Tiếp tục nè, đây bản của trường khó hơn. 7 x cho 4 x 7 bằng nhiêu? Rồi ok. 4 x 7. Ủa 4 x 7 nãy đố rồi. À. Đố rồi. Đố rồi. Thôi à, giờ đố lại luôn, đố lại luôn. 4 x 7 bằng nhiêu? Rồi ok. Kết quả là 28. Ok, chỉ có Ben sai. Quên, Thiện sai nha. Thiện là 24. 7 x 8 ơi 7 x 4 bằng 28. Ok. Rồi tiếp tục, câu này khó hơn nha. 9 x 5 bằng bao nhiêu? 9 x 5. Rồi một người xong rồi, Thiện xong rồi nè. Khánh Linh cứ từ từ, cứ 2 phút lận. Tiên xong chưa? Cho tay lên. Rồi che tay lại coi chừng Ben nhìn. Ben là chuyên nhìn cái nịt đó. Rồi. Bây giờ Ben đọc trước. Ben. 9 x 5 bằng bao nhiêu? 9 x 5 bằng 45. 45 rồi. Trừ 1 điểm. Rồi Tiên nhiêu? 45. Rồi Thiện? 45. Khánh Linh? Dạ 45. Rồi ai cũng được cộng điểm hết á. Rồi ok. May quá. Trời ơi. Rồi bài khác nha, khó hơn nha. À, sao không làm khó được tuần này ta. 6 x 9 bằng bao nhiêu? 6 x 9 trời ơi. Ai em vậy mày? Ai em vậy? Ai em finish. À. Một bạn Tiên đã xong, bạn Thiện đã xong. Cố lên, ai chưa ra thì ra nha. Còn 15 giây nữa. 15 14. Ui, thằng kia. Ê,
Thằng kia chuyện gì em kìa, nó vô máy tính rồi, nó vô máy tính hả? Đúng rồi, chờ điểm đó. Bây giờ một điểm. Rồi chờ một điểm. Lại khỏi lấy cho em bắt ra. Cái đó là ăn gian. Rồi Ben, Ben đẩy em bắt lên. Con ra kết quả sai cũng được, đừng có vậy. Rồi ok rồi. Tha lỗi cho một lần nha, không thôi là sao trừ điểm á. Rồi. Rồi. Kết quả chưa? Lên chưa ra phải không? Hết giờ. Rồi vậy Khánh Lên đọc trước. Khánh Lên ra nhiều. Nhiều, con ra nhiều. Giờ chú chỉ cần hỏi là hồi nãy nhiều à? 6 nhân 9 bao nhiêu Khánh Lên? 6 nhân 9. Con ra nhiều. Im bạn. Bạn. Ra nhiêu con ra nhiêu? 4 mười mấy. Con ra nhiêu con đọc kết quả thôi. Rồi Khánh Linh chưa ra kết quả, trừ 1 điểm. Ben bao nhiêu? Dạ chú là con không biết. Con không biết, con trừ 1 điểm. Trừ 1 điểm. Thiệt bao nhiêu? Dạ là 54. 54. Rồi Tiên bao nhiêu? Rồi Tiên với Thiện mọi người cộng 52, điểm. Rồi bài cuối cùng hoa sốt. Bài cuối cùng hơi khó nè. Rồi, quay 8 x 4 bằng bao nhiêu? 8 x 4. Rồi, bây giờ là Thiện xong trước là đến ai rồi? Tiên rồi đến Ben. Khánh Linh ra chưa con? Cho Khánh Linh 10 giây cuối cùng. Im lặng cho Khánh Linh 10 giây. Để con coi lại. Không, Ben đi ra đây, Ben đi ra đây. Rồi, để cho Khánh Linh. Cố lên, cố nhớ lên, đọc bản của chương nhanh lên. Rồi, xong chưa? Rồi Khánh Linh đọc trước bao nhiêu? 15 hả? Trời ra bao nhiêu? 15. 15 không đúng. Rồi Thiện bao nhiêu? Dạ, không. Thiện đọc chưa? 32. Rồi 32 sai. Rồi Tiên bao nhiêu? 32 sai luôn. Ê cho bao nhiêu? 32 sai luôn. Ben cái gì? Con ra bao nhiêu? 8.000. Ben cho ra bao nhiêu? Đọt lẻ. Chú đang quay nè. Ra bao nhiêu? 8.480. Rồi Ben ngu. Chờ một điểm. Nó giỡn á. Chú nó giỡn á. Nói chung là Ben sai. Rồi Thiện với Tiên là 32 đúng nha. Nãy giả bộ thôi. Rồi Thiện với Tiên mỗi người được cộng một điểm. 8 x 4 bằng 32 nha. Rồi kết quả chung cuộc. Có muốn chơi trận cuối không? Hay là trận cuối? Chơi trận cuối không? Trận cuối không? Okay. Giờ bài cộng nha. Nè quay. Bài cộng nhưng không được cầm giấy. Trả giấy lại đây hết. Rồi bây giờ bài cuối cùng là chơi là cộng nha. Ba bạn, bốn bạn nè. Cộng nha. Nhẩm nha. Rồi để nó đi. Rồi chuẩn bị nha. Tự cộng, tự im lặng, tự cộng nha. 63 cộng cho 58. Ok. 63 cộng 58 cứ là 30 giây ba nhắc một lần. Ok nha. 63 cộng 58. Tự nhẩm nha. Đây nha các bạn. Mọi người đang rất là đó, tính nhẩm coi ai thông minh hơn các bạn ạ. Có tốc độ ai ghê hơn. Mình phải tập trung vào những con số thì mình mới biết được. 68 cộng gì? 63 cộng 58. Con chịu chưa? Ôi, từ từ. 63 cộng 58. 15 giây cuối cùng. Không bỏ đi. Ben trả lời kết quả chưa? Ôi, con nghĩ là 100 mấy xong. Khánh Linh có kết quả chưa? Ôi, con có. Ủa chưa? 100 10 9 8 7 6 im 5 4 3 2 1 0. Rồi. Rồi. Bây giờ là Thiện đọc trước nhiêu? 128. Đâu để coi. Sai. Từ từ. Khánh Linh bao nhiêu? Không kết quả phải không? Rồi chơi điểm. Bao nhiêu? 121. Ben bao nhiêu? Con biết con anh Hiếu kêu
con về. Ok, rồi. Tiền bao nhiêu? Rồi, tiền giấy Khánh Linh đúng, thiện sai. Ok, rồi cộng mọi người điểm, tổng kết cho ai được nhiều điểm. 124. Ok. Rồi, vậy là bạn Khánh Linh đúng 121. Thiện sai. Rồi, tổng kết là Khánh Linh 2 điểm, Thiện 4 điểm, Ben 0 điểm, Tiên 6 điểm. Ok. Yeah, đi. Yeah, không ai bị âm điểm là giỏi rồi. Yeah, là có đúng có sai á. Yeah, 1, 2, 3. Yeah.